tay băng ba này Quỳnh đã sale rất mạnh tay, so với giá gốc là 1.970.000 giảm cho mọi người chỉ còn có 399.000 mà lại còn tặng kèm quà, và quà tặng là không hề tính tiền một đồng nào luôn, được chưa ạ? Cho nên là phải có chia sẻ livestream giùm em nha cả nhà nha. Quà tặng là miễn phí cho nên là giúp em chia sẻ livestream, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ạ. Đây kèm bill cho mọi người check thoải mái, được chưa ạ? Sách tay 33 nha mọi người nha. Đây kèm bill luôn nè, bill biên lai của môn Hồng Kông các kiểu, vào đây là bill và biên lai của store, được chưa ạ? Mà số cho em là sách tay 33 cả nhà nha, với giá là 399.000, tặng ngay cho mọi người một chiếc mắt kính màu hồng xinh xắn. Nhớ là thích mẫu này giúp em chia sẻ một lần vào trang cá nhân, kích nhẹ nút chia sẻ thôi. Chị Tê Lê hỏi bao giờ mở chi nhánh ở Cần Thơ. Thì thích quá trời rồi. Lâu nhờ. Em thích quá trời đến Cần Thơ để mua, đến tận shop mua kính. Đừng đến tận shop mua bị lóa đấy. Đến tận shop mua là cái nào cũng đẹp nhưng nó bị lóa mắt đấy. Còn trên livestream là like lên màu nào là thấy đẹp màu đó đúng không? Còn qua shop là thấy tất cả đều đẹp thì nó hơi bị mệt đấy. Đây cây mà mình đang cho mọi người xem, mà số mình là sách tay 33 mọi người nhá. Đấy, một cây siêu phẩm của Nam. Đây, trong kính phân cực xịn sò như thế này, được chưa ạ? Trong bộ sách tay cặp tiêu như thế này, tặng ngay cho mọi người một chiếc mắt kính của nữ xinh xắn luôn cho cả nhà nhá. Mã số cho em là sách tay 33 cộng kèm số điện thoại cho em, được chưa nào? Với giá là 2 chỉ với 399.000 cho cả hai sản phẩm như thế. Ok, em qua mẫu luôn cả nhà nha. Đây. Cái bêm nhất này cũng 399 luôn nhá. Chị nào không thích form hôi vu như thế này thì lấy form giọt nước nha. Form thể thao cá tính, form giọt nước, bêm đứt nha. Comment luôn cho em mã số là, mã số là gì đây? Combo đại gia kèm số điện thoại. Mua cây bêm đứt tặng kèm một cây kính eo vì mắt mèo của nữ, tuyệt vời chưa? Vẫn giá như cũ 399.000. Coi như đây là mẫu kính cuối cùng bên em tri ân cho khách hàng trong buổi tối livestream ngày hôm nay. Comment cho em là combo đại gia kèm số điện thoại, một cây bêm đắp siêu xịn và một cây mắt mèo LV cực kỳ sang chảnh. Hai cây kính này với giá là 399.000. Combo cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Comment luôn cho em là combo đại gia kèm số điện thoại 399.000 trong vòng 1 phút 30 giây cuối cùng nha mọi người nhé. Đây chọn bộ bêm đắp như thế này cả nhà ha. Cũng là một trong những thương hiệu siêu xe mà các nam cực kỳ thích đồ ạ. Bim đó thì nói thiệt luôn gọi là ước mơ của bao anh chàng. Cho nên là anh nào mà có xe rồi thì bây giờ mình mua một cái này chứ, hãng nó bán đắt lắm mà. Hãng cái này là bán 2.350.000 lần à. Còn đối với mà ai mà chưa có siêu xe ha, mua xong rồi về mình lấy động lực mình mua siêu xe sau đúng không nè. Comment cho em mã số đấy, bim đứt được chưa? Mã số cho em là combo đại gia cộng kèm số điện thoại luôn cho em nha. Đó, đại gia và chân dài luôn ạ. À. Đây, cây bim đứt đó thì là đẹp lắm cả nhà ơi. Đừng hỏi em là bạn có lời không, 200 chỉ có 399.000 cho cả hai sản phẩm như này, khỏi hỏi đi. Em nói hôm nay là em tương tác, em lên em tri ân cho các bạn để làm gì, để mở khai trương chi nhánh thứ tư nó có sự may mắn, được chưa ạ? Chị Dương ơi, mở chi nhánh ở Mỹ Tho đi chị. Dạ chị ơi, em sẽ ghi nhận. Chọn bộ như thế này cả nhà, mở nhiều chi nhánh để phục vụ khách hàng nha. Đây, chọn bộ như thế này được chưa? Chọn bộ bim đắp luôn cho cả nhà với một cây kính nữ xinh chưa? Comment luôn cho em mã số là combo đại gia cộng kèm số điện thoại luôn cho Quỳnh nha cả nhà nhá. 30 giây cuối cùng. Rồi, nhanh tay lên nào, mã số là combo đại gia cộng kèm sách tay luôn cho em nào. Trời ơi, quá tình luôn mọi người. Đại gia chân dài đây, chân dài đây, đại gia đây. Đi ra đó, đẹp chưa? Rồi.